Mekong Agi, niềm tin làm nên giá trị. Mekong Agi bán hàng giới thiệu đến quý bà con sản phẩm kích đọt MKA với thành phần bo, kẽm, sắt, mangan, bổ sung tinh chất giảm cá, hữu cơ, amino với công dụng vượt trội, kích đọt nhanh, đâm chồi mạnh. Kích đọt MKA còn giúp cho cây trồng đánh thức mầm ngủ, kích thích cây ra đọt, đâm chồi. Hỗ trợ cho lá xanh dày, bóng mượt. Ngoài ra, kích đọt MKA giúp phục hồi cây suy yếu, cây kém phát triển, giúp cây trồng khỏe mạnh và chống chịu lại thời tiết bất lợi. Kích đọt MKA chuyên dùng cho các loại cây ăn trái như sầu riêng, mít, na và cây có múi. Với liều sử dụng là 2ml trên lít và phun cách nhau khoảng 7 đến 10 ngày, và sản phẩm kích đọt MKA dễ dàng phối trộn với các sản phẩm khác như thuốc bệnh, thuốc rầy trong một lần phun. Để đặt hàng nhanh chóng và tư vấn về sản phẩm, bà con có thể liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ ngay, hoặc bà con có thể đặt hàng qua các trang thương mại điện tử như Sen Đỏ và Shopee. Chúng tôi sẽ gửi hàng nhanh chóng cho bà con.